Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy ngày 3 tháng 10 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc hứng loạt đòn về Biển Đông tại Liên Hợp Quốc. Tại tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới, chỉ trong nửa cuối tháng 9 năm 2020, Trung Quốc liên tiếp hứng chịu những cú đòn hiểm hóc và yêu sách chủ quyền phi pháp trên Biển Đông từ ba cường quốc hàng đầu của châu Âu là Anh, Đức và Pháp. Nhưng đặc biệt nhất và đau đớn nhất là từ người anh em châu Á máu đỏ da vàng Philippines. Tại khóa họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York vào ngày 22 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Duterte đã bất ngờ khẳng định giá trị phán quyết Biển Đông vào năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay. Đây là hình ảnh Tổng thống Philippines Duterte phát biểu qua video tại hội trường Liên Hợp Quốc ở New York vào ngày 22 tháng 9 năm 2020. Trong diễn văn được thu trước để phát lại tại hội trường Liên Hợp Quốc, Tổng thống Duterte trước hết khẳng định những hành động của Philippines tại Biển Đông luôn phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS 1982 và phán quyết trọng tài năm 2016. Theo ông, phán quyết này giờ đây là một phần của luật pháp quốc tế, vượt ra ngoài mọi thỏa thuận và vượt ra ngoài tầm của các chính phủ khác nhau để có thể bị xóa mờ, giảm thiểu giá trị hay bỏ đi. Ông Duterte đã khẳng định rằng Philippines cương quyết phản đối những nỗ lực nhằm phá hoại phán quyết này. Dù không nêu đích danh ai là kẻ phá hoại, nhưng rõ ràng đây là một tuyên bố nhắm vào Trung Quốc, nước cho đến nay vẫn luôn phủ nhận giá trị của bản phán quyết của Tòa trọng tài được thành lập trong khuôn khổ Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS. Lãnh đạo Philippines đồng thời hoan nghênh việc ngày càng có nhiều nước ủng hộ phán quyết. Tuyên bố của ông được giới quan sát ví như một quả bom tại phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 75, vốn đã đi vào lịch sử với hình thức tổ chức đặc biệt khi mà các nguyên thủ, lãnh đạo các nước không đăng đàn tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York mà đọc diễn văn qua video. Đây là hình ảnh ông Duterte trong lễ nhậm chức Tổng thống Philippines tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila vào ngày 30 tháng 6 năm 2016. Truyền thông Philippines đã lên tiếng ca ngợi Tổng thống Duterte, cho rằng ông Duterte đã làm nên lịch sử khi mượn một diễn đàn của Liên Hợp Quốc để nêu lên chiến thắng pháp lý đối với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông. Giới quan sát quốc tế đều đồng tình khi nói đây là tuyên bố mạnh mẽ nhất của Tổng thống Philippines Duterte kể từ ngày ông nhận chức đến nay về phán quyết Biển Đông vào năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay, bác bỏ hầu như toàn bộ yêu sách của Trung Quốc. Bởi kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào năm 2016, ông đã chủ trương gác qua một bên phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay về vụ Philippines kiện Trung Quốc. Ông luôn ấp ủ hy vọng nhận được sự tài trợ rất cần thiết của Bắc Kinh cho việc xây dựng hạ tầng cơ sở tại Philippines. Trong suốt thời gian làm Tổng thống, ông chỉ một đôi lần nhắc đến phán quyết này như là vào tháng 8 năm 2019 khi nêu vấn đề Biển Đông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Cũng chính tại Liên Hợp Quốc, trước đó ông Duterte đã hoàn toàn im lặng trước những lời kêu gọi ông nêu lên vấn đề Biển Đông tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Trong lúc chính quyền của ông đã có ký một số ý kiến cho rằng không cần phải nhắc đến phán quyết này ở Liên Hợp Quốc. Tuyên bố cương quyết của Tổng thống Philippines tại Liên Hợp Quốc đã phản ánh lập trường càng lúc càng cứng rắn hơn của Manila trong hồ sơ tranh chấp Biển Đông đối với Trung Quốc. Đây là hình ảnh đoàn đại biểu Philippines dự phiên điều trần trước Tòa trọng tài thường trực PCA ở La Hay vào tháng 7 năm 2015. Nguyên nhân của sự thay đổi lập trường này xuất phát từ sự thất vọng ngày càng tăng của các quan chức chính phủ cấp cao Philippines trước việc Trung Quốc liên tục hù dọa và bắt nạt ngư dân, cũng như tàu và máy bay quân sự của Philippines ở Biển Đông. Philippines cũng thất vọng trước việc chính sách thân thiện Trung Quốc của họ đã không dẫn đến việc cung cấp các khoản đầu tư lớn vào các cơ sở hạ tầng như Bắc Kinh đã hứa. Thái độ càng lúc càng cứng rắn được Philippines thể hiện trong thời gian qua cũng có nguồn gốc từ sự hậu thuẫn ngày càng gia tăng của quốc tế đối với bản phán quyết Tòa trọng tài quốc tế. Vào ngày 12 tháng 7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã thông báo thay đổi quan trọng trong chính sách Biển Đông của Hoa Kỳ, mà phần chủ yếu dựa trên phán quyết Biển Đông năm 2016 và lần đầu tiên khẳng định tính phi pháp của các yêu sách Trung Quốc chiếu theo Công ước Liên Hợp Quốc UNCLOS. Lời khẳng định mới đây của Ngoại trưởng Mike Pompeo rằng Hiệp ước Phòng thủ Hỗ tương năm 1951 bao trùm cả Biển Đông cũng sắp chấp thêm đôi cánh cho công cuộc thoát chung của Philippines. Tháng 7 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 4 năm phán quyết của Tòa trọng tài, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines đã ra một thông cáo lần đầu tiên công nhận phán quyết một cách chính thức. Trong thông cáo đó, Ngoại trưởng Philippines Theodoro Locsin đã khẳng định
là bản phán quyết có ý nghĩa và tác động to lớn cho việc giải quyết một cách hòa bình tranh chấp ở Biển Đông, cho hòa bình và ổn định ở khu vực nói chung. Đến hôm 21 tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Locsin lại khẳng định bất kỳ bộ quy tắc ứng xử nào đàm phán với Trung Quốc phải đảm bảo sự hiện diện tiếp tục của phương Tây ở Biển Đông. Trước các nghị sĩ ở Philippines, ở Malaysia, ông Locsin tác quyết như sau: "Tôi có thể thề với quý vị rằng các cường quốc phương Tây sẽ có mặt ở Biển Đông." Trước phát biểu bất ngờ về Biển Đông của Tổng thống Philippines vào hôm 22 tháng 9 tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Trung Quốc đã nhận một quả bom khác có sức công phá không kém, đó là việc ba nước châu Âu là Anh, Đức và Pháp vào ngày 16 tháng 9 đã gửi công hàm đến Liên Hợp Quốc bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là hình ảnh chụp một phần công hàm chung của Anh, Đức, Pháp gửi đến Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc ngày 16 tháng 9 về vấn đề Biển Đông. Trong một công hàm chung gửi đến Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hợp Quốc CESS vào ngày 16 tháng 9 và nêu đích danh Trung Quốc, ba cường quốc châu Âu được gọi chung là nhóm E3 đã nhấn mạnh rằng Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982 UNCLOS là khuôn khổ pháp lý cho mọi hoạt động trên biển và đại dương, đồng thời khẳng định rằng tính toàn vẹn của công ước cần được duy trì. Điểm đáng chú ý là ba nước đã bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông, xác định rằng khái niệm quyền lịch sử mà Bắc Kinh đưa ra để đòi yêu sách với phần lớn Biển Đông không tuân thủ luật pháp quốc tế, cũng không phù hợp với UNCLOS, đồng thời nhắc lại rằng phán quyết trọng tài của Tòa Thường trực La Hay Hà Lan vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 trong vụ Philippines kiện Trung Quốc đã xác nhận rõ ràng quan điểm này. Khẳng định trở lại lập trường pháp lý của mình với tư cách là các quốc gia thành viên của UNCLOS, ba nước Pháp, Đức và Anh cũng cho rằng tất cả các yêu sách trên ở Biển Đông cần được đưa ra và giải quyết một cách hòa bình, phù hợp với các nguyên tắc và quy tắc của UNCLOS, cũng như các phương thức và thủ tục để giải quyết tranh chấp được quy định trong công ước. Công hàm của Pháp, Đức và Anh đã được đệ trình để đáp lại quan điểm mà Trung Quốc đã đưa ra để biện minh cho chính sách chủ quyền của họ ở Biển Đông trong các công hàm trước đó, cũng như bức thư của Trung Quốc về việc Malaysia gửi đệ trình vào tháng 12 năm 2019 lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc. Hành động này một lần nữa cho thấy là ba quốc gia nói trên đang muốn đóng vai trò ngày càng lớn hơn trong việc ngăn chặn các tham vọng của Bắc Kinh ở các vùng biển chung quanh Trung Quốc, đặc biệt là Biển Đông, một vùng biển có tính chất chiến lược đối với các nước châu Âu, đặc biệt là Pháp, Anh và hai cường quốc hải quân của thế giới. Đây là hình ảnh tàu khu trục Vendemira của Pháp từng đi qua eo biển chiến lược Đài Loan đã khiến Trung Quốc nổi giận. Giáo sư Ca Thầy thuộc Học viện Quốc phòng Úc Đại học ở đây đã khẳng định công hàm chung của nhóm E3 mang một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Ông phân tích, công hàm của nhóm E3 báo hiệu rằng ba trong số các quốc gia quan trọng nhất ở châu Âu, trong đó có hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có lợi ích quốc gia trong việc dấn thân cùng các nước và vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương để đảm bảo tương lai kinh tế của châu Âu. Năm nay, cả Pháp lẫn Đức đều đã công bố văn kiện chính thức nêu bật tầm quan trọng của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương đối với trật tự toàn cầu dựa trên luật pháp và sự thịnh vượng kinh tế của họ. Biển Đông là trung tâm địa lý chiến lược của khu vực hàng hải. Đó là tầm quan trọng của các tuyến hàng hải phục vụ chuỗi cung ứng toàn cầu nối liền giữa châu Âu với các nền kinh tế lớn của vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc, ASEAN. Các nhân tố tương tự cũng chi phối Vương quốc Anh khi nước này bước vào thời kỳ hậu Brexit. Giáo sư Thayer đã nêu ra ba loạt hành động mà nhóm E3 đã có thể được thực hiện, cho thấy rõ ràng lập trường của họ trên vấn đề Biển Đông. Trước hết, hậu thuẫn về mặt ngoại giao và chính trị cho toàn khối ASEAN trong tư cách là một cơ chế đa phương, cũng như cho từng thành viên của khối có tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc. Tiếp đến là góp phần định hình chính sách của châu Âu về Ấn Độ, Thái Bình Dương nói chung và chính sách đối với Trung Quốc nói riêng. Sau cùng, theo giáo sư Thayer, Pháp và Anh có thể khẳng định quyền tự do hàng hải của mình bằng cách triển khai tàu tuần tra ở Biển Đông một mình hoặc kết hợp với các nước khác. Trên điểm thứ ba này, giáo sư Thayer nhắc lại rằng trong thời gian gần đây đã có những thông tin về khả năng Pháp và Anh sẽ cho tàu sân bay của họ đến Ấn Độ Dương và Biển Đông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 3 tháng 10 năm 2020 với bản tin Trung Quốc hứng loạt đòn về Biển Đông tại Liên Hợp Quốc. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.